Ok, chào các bạn. Thì đây là clip để quay lại quá trình luyện tập của mình. Thì nãy giờ mình tập cũng được khoảng nửa tiếng hơn rồi. Cái bài này nó cũng không quá khó. Mình sẽ tính quýnh piano ở hai khúc. Intro là khúc mở đầu của bài nhạc, nên nó sẽ là khúc gọi là khúc dạo của bài nhạc. Và trang tấu là khúc giữa, khúc dạo giữa, khúc dạo đầu, khúc dạo giữa. Thì mình sẽ quýnh ở đó hai piano, còn lại mình sẽ quýnh bằng organ. Thì có lẽ mình quay mặt quay ca tay thỏ kiểu rồi, nhưng mà vấn đề là cái bài này nó không cho để tải về, không cho tải về, thành ra mình phải vừa quýnh vừa nhìn ra khuôn nhạc ở bên màn hình máy tính. Hôm bữa mình cũng nhìn một lần là các bạn kêu deep quá, cái mắt nó trợn lên giống như các bạn gì có like vô mà trợn mắt vậy đó. Nhìn nó hơi ghê nên thôi mình đi quay tay mình thôi. Bữa nào thì có dịp bạn nào nó cho tải về thì để ấy, thì mình in ra là mình sẽ quýnh bình thường và mình sẽ nhìn vào đằng trước cái cây đàn cộng với lại quay cam. Còn cái bài này thì không được, bài này thì phải nạp phí, cái trang này phải nạp phí nó mới cho. Phí thì nó nạp bằng Bible với Visa, hai cái mình không có. Chi phí cũng ít à, vài đô à, nhưng mà mình không có nên thôi. Ok, thì khi tập thì sẽ bắp khá nhiều ở những cái đoạn đầu. Thì kinh nghiệm tập đàn của mẹ mình dạy và mình tập đó là các bạn đánh thật chậm vào những lúc đầu, rồi khi nào các bạn đúng hết giai điệu là các bạn sẽ đánh nhanh hơn. Nãy giờ mình tập thì cũng được khá mượt rồi. Ok, bắt đầu thôi ha. Bài này tông la thứ, tông la thứ là tông mình thích nhất, nó rất là êm. Một xíu kỹ thuật rồi. Go. Ngồi thẳng lại chứ, hơi ngồi hơi xéo. Vẫn hơi sai một xíu, không phải hơi sai nữa, nói chung cũng không được mượt lắm. Lại mình tập một khúc bây giờ cho mượt rồi mình mới vấn tiếp. Ok, được rồi. Này, nhìn kỹ lại coi. Này, mình cũng đúng rồi. Nó lại bị hư quá, quýnh nó lâu bị mất tiếng. Sai rồi. Đào cũng hơi khó. Thank you.
khá ổn. Lần nữa. Vừa kéo cái bài nhạc xuống nữa nên hơi khó này để mình giải quyết được. Ok, lại thôi, không vấn đề cả. Các bạn là mình phải vừa quýnh mà vừa kéo các bạn nhạc nữa, không đủ tay. Đó là cái bất lợi khi mà bài này nó không cho tải về, mình phải quýnh, mình phải làm như vậy. Thành ra mình cũng không muốn chim lắm, vừa chim vừa nhìn vừa kéo nó mệt đó. Cái khó thì mình ráng đập thôi, không vấn đề cả. À, lại khúc đầu. Mình sẽ nghỉ hơn, mình nghỉ lâu bình thường một xíu để mình có thời gian mình kéo bản nhạc nha các bạn, chứ không phải bài nhạc nó vậy. Mình sẽ nghỉ lâu hơn khoảng một ô nhịp, tức là khoảng nói chung là lặng bình thường, nó nghỉ một xíu thôi, mình nghỉ lâu hơn để mình kéo bản nhạc thôi. Thank you.
Ok, và khúc giữa và khúc vào giống như lúc đầu mà thấp hơn. Cao lên xếp lại thôi. Bài bắp một xíu, ngày mai mình luyện xíu một nữa là mình bót lên clip. Mình bót thì mình sẽ lựa lúc nào mình quýnh tốt nhất mình bót thôi. Đó chuyện tất nhiên nè. Nói chung là bị ảnh hưởng nhiều thứ quá, kéo màn hình xuống rồi cái thùng nó cơ bản cái đàn cũng cũ rồi, âm nó bị dội vô tường, nó dội lại, nó ồ lắm. Chắc phải ngày mai được coi. Nếu mà quay clip này tôi sẽ chuyển cái máy, phiền quá nè. Đổi cái đàn khác, chuyển máy đổi đàn khác à, mệt rồi đó. Máy đổi đèn quay bằng điện thoại lên cấp quay bằng điện thoại á, thử quá thôi tính sao đi, nhưng giờ tập cho nó mượt quýnh lại lần nữa là nghỉ nay vẫn chưa ổn lắm, nhưng mà học thuộc thì không học thuộc đó, bài này học thuộc thì phải mất 3 ngày, không học thuộc thì phải mất đấy là 3 ngày để học thuộc á, còn 3 ngày là phải lập liên tục hoặc là bằng bằng 6 buổi á, mất thời gian lắm. Tôi quýnh vừa nhìn thì mất 2 buổi thôi, mất 1/4 thời gian. Chưa kể học thuộc tuần sau không quên à. Còn muốn học thuộc luôn thì phải quýnh cả gần khoảng tháng, nửa tháng đến tháng mới thuộc thuộc hẳn luôn. Thì đối với âm nhạc tôi không có quá nhiều đam mê. Nói chuyện là giải trí thôi, thành ra cũng không đầu tư quá nhiều như vậy được. Thank you.
Thôi, lúc này chắc quýnh luôn đi, khỏi tắt nhạc. Thôi tạm ngừng.